Hiểu xíu về bản thân của mày với lại vai trò của mày trong dự án này. Mình làm về mặt hình ảnh cho cái đúng rồi design. Ảnh sáng. Rồi đó là chữ V trong nhóm editor, rồi thêm một vai nhỏ nhỏ trong chương trình VC này. Vai trò của Quang trong dự án là assistant director, rồi lấy đạo diễn. Đó ngồi cà phê xong rồi bảo nhỏ ra thông báo một cái tin là có ai muốn đi thi cái cuộc thi này không, thì mới đầu cũng không muốn thi lắm, nhưng hôm qua mới đầu không muốn thi qua xong rồi cái lúc sau mới biết được mấy người tham gia với lại bảo nhỏ thuyết phục rồi mới quyết định là sẽ thi. Mình là người đầu tiên mà trả lời với, cho bảo nhỏ một cái quyết định này, cho nên là mình khá là tâm huyết với rồi cái lý này. Mình là người đầu tiên mà trả lời cho bảo nhỏ một cái quyết định này, cho nên là mình khá là tâm huyết với rồi cái lý này. Khó khăn là mình mới làm lần đầu tiên, cho nên mình chả biết cái gì về những gì mình sắp làm, mà mình những gì mình sẽ làm nổi, và những gì mình đã làm thì mình cũng chưa biết là mình đã làm cái gì. Chào mọi người, mình tên là Phan Trung Minh của Khoa, ở số sinh viên là 21267, đến từ trường học Hoa Sen HSU. Hello for life man. Là director đạo diễn, chuyên là thằng bảo nhỏ rủ không, lúc đầu là có học một cái lớp TVC, xong rồi trong lớp đó cũng thi dự án này luôn, rồi bảo nhỏ nó cũng rủ luôn, mà bảo nhỏ rủ trước khi học cái lớp này luôn, mà chưa chắc đi thì là lúc mà thằng bảo nhỏ cái hôm thằng bảo nhỏ rủ luôn cũng mỹ luôn, kêu là không. Xong out group luôn. Xong rồi tôi là người out group đầu tiên luôn. Đó, rồi tôi kêu không, không có tham gia. Cái xong không hiểu sao tôi tới đây luôn. Tôi ngồi ở đây luôn. Thì anh em tin tưởng ủy quyền cho vai trò lại cũng chuyên ngành. Lắm anh em chill lắm, cho nên anh em cũng lả lơi lả lướt lắm, relax lắm. Khoảnh khắc suy nghĩ phải giải quyết sao vấn đề là số tiền ít quá, không có nhiều bất kịp ban đầu phải xoay với lại cái số tiền mình hiện đang có, anh em phải đào cái bất kịp xuống, rồi phải kiểu như là lúc khó khăn là ở lúc mà tìm cái chỗ bối cảnh để quay, rồi chỉ tìm bối cảnh để quay thôi, với lại cái ấn tượng nhất là hôm đi qua công ty của chú bảo nhỏ để diễn tập, có chung gãy rồi thứ á, đầy đủ diễn tập, cái xong diễn xong mới biết là lố 3 phút mấy. Nè nó muốn bỏ thi luôn rồi. Nếu đó là không thành với lại cái idea rồi, má chắc thi cho vui thôi, mà ai ngờ cũng cắt ghép ghép được còn khúc. Thì hôm đó là một ngày đẹp trời, ngồi quán cà phê radio thì bảo nhỏ có nảy sinh ra một ý tưởng, và rất là tình cờ là lúc đó là tất cả anh em ngồi chung với nhau, đủ luôn, ngồi đủ anh em chung với nhau luôn, thì bảo nhỏ ra một ý tưởng là mỗi người có được một kiểu như là một vai trò nhỏ nhỏ để có thể làm thêm một cái ekip TVC, thì bảo nhỏ mới rủ tất cả mọi người là làm một cái ekip. Nói chung là anh em chơi cũng thân từ đó giờ, nên là nói chung là anh em cũng nghề cũng thích nghệ thuật rồi điện ảnh đồ, nhưng mà đó giờ chơi chung không có cơ hội cỏ sát không, thì bảo nhỏ ra ý tưởng anh em thấy cũng hay nên là đồng ý. Thì lúc đó là bảo nhỏ ra ý tưởng thì anh em cũng còn ngại ngùng, tại đó giờ chưa có cỏ sát gì nhiều á, nhưng mà sau đó về sau thì bàn kỹ lại thì mình cứ chơi thôi, mình còn trẻ mà mình cứ chơi thôi. Ok. Nói chung khó khăn thì cũng nhiều, tại vì tất cả mọi người ở đây đều không ai có kinh nghiệm để làm, nói chung đây là dự án đầu tiên thì khó khăn tràn trề. Nhưng mà có khó khăn này thì anh em mới đoàn kết được với nhau, nói chung là cùng nhau chung sức vượt qua được những cái khó khăn này. Đó giờ chơi thì biết tính anh em qua cuộc sống hàng ngày thôi, nhưng mà giờ làm việc chung thì ấn tượng đến tất cả mọi người. Thì anh em một khi mà tập trung vô làm việc thì rất là siêng năng, rất là gọi là máu lửa đấy, làm ấn tượng nhất chắc là Khoa B với lại Quanh. Khoa B thì nói chung là cũng học chuyên ngành về TVC, nói chung là cũng có kinh
kinh nghiệm nhưng mà rất là nhiệt huyết và rất là vô cùng gọi là đôn đốc anh em một tiến hành thử nghiệm quay tất cả mọi thứ. Shout out cho Hoàng, Hoàng Bê và Bác. Ok, yeah. Em chơi chung với nhau mấy năm rồi, giờ có dự án làm chung, có cái sản phẩm để chung với nhau. Đáng nhớ nhất. Nó nhiều kỹ thuật dựng tỉnh hay gì đó, còn B thì nó ổn tính với lại nó có nhiều cái kinh nghiệm về TBC giúp tôi đau hơn. Qua đây cũng muốn cảm ơn, gửi lời cảm ơn tới nhiều với mình vì đã tham gia giúp dự án của nhóm. Trong vai trò diễn viên chính với lại nữ diễn viên chính và nam diễn viên chính. Cảm ơn bạn Thanh Nam, bạn tôi, my friend, DOB. Thì bạn đã giúp những cái góc quay, những cái về mặt hình ảnh của team nó ok, nó ổn áp hơn. Nó đúng gần 80% với kịch bản mong muốn ban đầu của tụi mình. Và cảm ơn trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức cái cuộc thi này và hỗ trợ phần thiết bị dụng cụ quay cho team rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Con thì cảm ơn cậu đã cho chỗ để cho cả nhóm làm bài, với lại cảm ơn anh Bin đã theo nhóm, hỗ trợ nhóm cả ngày để cùng quay. Cảm ơn quán cà phê Jeremy, mấy chị đã say yes liền khi mà team nhờ. Cảm ơn Quân Hớn, đã không có lấy cách xê mà còn hỗ trợ hết mình nữa. Cuối cùng là mình muốn cảm ơn trường Ken đã hỗ trợ cho nhóm mình được một cái bối cảnh phòng office rất là đẹp. Và bên cạnh đó là Phương Trang Nguyễn Hình, Mai, Baby đã hỗ trợ anh trong suốt quá trình tham gia chương trình này. Love you. Lắp vô. Cảm ơn mấy chị ghệ đã không có phán xét khi mà tụi anh tải tin đời về đó. Anh cảm ơn Thư. Tụi anh làm chỉ vì công việc thôi chứ. Cảm ơn mọi người đã like, share và comment vào trong cái clip của tụi mình. Sẽ không có mình, mọi người sẽ thích nó và chia cho. Cảm ơn. Yeah. 99. Em ơi nhắm mắt lặng nghe lời hân hoan như đang vang nơi trần thế. Có phải gió những ấm áp đang gần đến? Anh luôn tin vào từng giây phút mang mầu nhiệm vì em là phép nhiệm màu của tình yêu. Mở ra trong anh bao vấn vương thẳm sâu. Sẽ tròn vẹn ngày tuyệt vời nhất là ta sánh đôi lúc thề. Từ nay mình chung một lối đường về. Ngày tuyệt vời nhất để trao chiếc nhẫn khắc. Một tổ ấm đang mong ta về một nơi để mình xây.